Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Trung Lê Stock, và hôm nay là ngày 9 tháng 6 năm 2024. Chúng ta nói về index hiện tại và phiên 30FM long sọt cho ngày mai ngày 10 tháng 6. Thì như mọi người đã nhìn trên chart đồ thị thì index nó đã về những cái vùng cản trước đó là vùng 1295. Loanh quanh những vùng đó nó có gặp những cái sự rung lắc không thể nào mà vượt qua liền được. Đó là loanh quanh vùng này nó phải có những cái biến động rung lắc như thế. Mọi người kiên nhẫn để xem. Giờ mình cũng vẫn phải đưa ra những cái kế hoạch, một là có thể đi lên, hai là sẽ đi xuống. Nếu mà nó đi lên, bước lên này thì sao? Nó gãy nó đi xuống rồi sao? Đi lên thì mình làm một cái phương án rất là tốt, rất là vui khi mà cổ phiếu mọi người cầm trong tay nó được lên theo thị trường. Nhưng mà thị trường nó đi xuống thì mọi người đừng có vội buồn. Thì em suy nghĩ thì nó đi xuống cũng chỉ là cái pha gọi là pha test lại để đi lên, không phải là rơi, chưa có những cái biến cố gì. Nhưng mà mình vẫn phải đề phòng cái rủi ro cho tài khoản của mình. Như dạo gần đây thì mọi người thấy nó không có những cái trường hợp như là kho margin hay là bán tháo. Nếu nó bán tháo nó đã bán ở những cái vùng chỗ này rồi. Đó là mọi người cứ bình tĩnh, đưa ra kế hoạch và tuyệt đối vùng này không được margin. Giữ cho mình một khoản tiền khi mà thị trường nó rơi xuống á, tiền để mình vào mua những cái mã mình yêu thích với giá hời. Còn khi mà thị trường nó bước lên á thì mọi người cũng không cần phải lo lắng quá, khi mà sợ rằng thị trường nó sẽ đi và bỏ mình. Ngạn nó sẽ có những trường hợp quay về test mà đi lên. Đó là đối với index thì em đã nói rất nhiều video trước. Hiện tại thì em vẫn đang lặp lại những cái vấn đề đó cho mọi người index. Và bây giờ mình sẽ đi qua VN30FM. Đã là VN30FM thì tất nhiên mình vẫn sẽ phải vẽ ra những cái vùng hỗ trợ kháng cự mà quan trọng, nhưng mà rơi lên đi xuống. Lên quanh vùng này ngày hôm thứ sáu nó có một lực kéo lại rất mạnh và bước lên, sự nỗ lực nó sức tuyệt vời của thị trường. Lên quanh vùng này thì đang gặp những cái vùng cản như là 1310, khi mà nó bước qua được thì nó sẽ lên được những vùng như 1320, sau đó có những cái sự điều chỉnh. Ít nhiều gì nó gặp những cái vùng đỉnh cũ nó cũng sẽ có những cái sự điều chỉnh. Đây là em đang coi trên chặt khung chặt giờ thì nó bước lên được này. Mình có thể cân nhắc nhìn trên khung nó, khung 15 phút hoặc là khung 5 phút để mình vào lệnh đón theo để mình lên những cái vùng như là từ 1310 đến những vùng như 1320, lên quanh những vùng đó. Thì khả năng lên vùng này nó cũng sẽ có những cái sự điều chỉnh test lại. Thì lên trên này mọi người chốt cái pha long và cũng không nên đánh cái pha sọt làm gì. Pha mà nó xuống nó test á, khá khó đi sau. Đó là trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai là nó đi loanh quanh vùng này, không vượt được cái vùng 1310 và có dấu hiệu gãy cái vùng cực lớn. Thì mọi người sọt luôn cho em, sọt luôn, không chần chừ gì hết, sọt luôn. Cái gì nó rơi cái khung này á, nó cũng sẽ về những vùng phía dưới như là 1291. Đó là những cái kịch bản mà em đã đề ra đối với VN30FM. Những tình huống đó em nghĩ nó cũng sẽ giúp ích được cho mọi người. Video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo.